nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, đúng khung giờ quen thuộc đó chính là 21 giờ 15 phút ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9, thì chúng ta sẽ có cơ hội ngồi trước màn ảnh TV cùng với gia đình của mình để theo dõi những câu chuyện vô cùng thú vị về an toàn giao thông. Chắc chắn mỗi người sẽ có một cách đi hoàn toàn khác nhau, nhưng mà chương trình của chúng tôi luôn luôn mong muốn tất cả chúng ta đều được an toàn là trên hết. Và ngày hôm nay, một sân chơi mới dành cho những người nghệ sĩ mới, và tuần này chúng tôi đã mời tới đây hai đội chơi rất là đẹp trai, xinh gái và rất là tài năng nữa. Hai đội sẽ cùng nhau trải qua 4 vòng thi đấu. Nếu như 3 vòng thi đầu tiên khởi động, hợp sức và vượt chướng ngại vật, đội nào có điểm số cao hơn, đội đó sẽ có cơ hội bước vào vòng cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Ăn và chinh phục giải thưởng 50 triệu đồng. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng với chúng tôi khám phá câu chuyện của tuần này và hãy cùng nhau gặp gỡ hai đội chơi. Xin mời. Ê! Wow, hôm nay Lina Trang đi cùng một bạn nữa mặc áo đỏ quá chói. Thôi bây giờ mình giới thiệu luôn về đội mình nha, xin mời. Lina Trang và Đăng Khôi. Xin chào quý khán giả của chương trình Về Nhà Đi Anh. Hôm nay cơn gió nào mang một diễn viên rồi nữ doanh nhân thành đạt ha đến với chương trình này rồi tham gia vào an toàn giao thông. Hồi nãy nói chuyện ở ngoài cái chị Trang nói với em là đổi tên chương trình thành Về Nhà Cố Gắng Lấy 50 triệu nha em. Đó, thấy chưa? Nhưng mà em có đồng tình không em? Dạ đồng tình chứ. Bởi vậy tụi em mới là một đội. Vậy thì bên đây thì sao? Giới thiệu về bản thân mình và đội mình luôn nha. Xin mời. Dạ, dạ em chào anh Minh Sù. Chào dạ. Em. Chào chị Lina Trang. Chào em. Dạ. Chào bạn chơi. Không bớt đi em ơi. Nét này thiệt tự luôn, cái nét hoan hiền này không hợp với em đâu. Ủa em cũng nít na hoan hiền. Thôi. Hôm nay là Tấn Phát lần đầu tiên đến với chương trình Về Nhà Đi Anh. Nghe cái tên nó cũng kiểu nó rất là drama, nó rất là tình cảm. Yeah. Kiểu như một bộ phim ngôn tình vậy. Đúng, đó. Đúng, chính xác. Nhưng mà ai đâu biết đâu. Vô đây rồi mới biết format chương trình là về an toàn giao thông. Chính xác. Về lái xe đi đường này nọ. Đúng. Mà em là cái người chuyên đóng phạt. Chuyên đóng phạt. Lái xe bao nhiêu năm rồi? Em lái xe cũng có thâm niên rồi. Thâm niên rồi mà vẫn bị phạt như thường. Nhưng mà vẫn bị phạt như thường. Cái lỗi nào mà phát bị phạt nhiều nhất? Cái lỗi mà bị phạt nhiều nhất là bị quá tốc độ. Quá tốc độ. Có một lần là trên đường cao tốc về miền Tây đó, Trung Lương á, là ngày xưa là cho đi 120 km/h. Dạ. Mà sau này là bỏ trạm thu phí rồi, chỉ còn là tối đa là 100 km thôi. Thì cứ tưởng đâu là giống như ngày xưa cứ đạp 120. Chính xác. Vừa hết cao tốc mắc vô. Đó, đây nhá, đây kinh nghiệm của Phát á, không chỉ riêng một mình Phát mà là của những anh chị khác khi đến với chương trình này luôn. Thâm niên lái xe bao nhiêu năm. Đúng nhưng vậy. Cứ mỗi năm là cái luật có thay đổi tí xíu và tại cái vị trí đó nó sẽ thay đổi. Thì cho nên là mình phải luôn luôn cập nhật những cái luật giao thông mới quý vị nhá. Coi chương trình là biết hết à. Còn em? Dạ xin chào mọi người, em tên là Minh Anh, năm nay em 20 tuổi. Em có bị phạt bao giờ chưa? Trời, em nghe nói em bị phạt nhiều em sợ quá. Hôm đó là em chưa có đủ tuổi. Em mới có 17 tuổi rưỡi à. Dạ, chưa đến sinh nhật. Chưa có tới sinh nhật em, cái xong rồi tự nhiên em đang chạy, hôm đó em đi thi nữa. Em vừa mới quẹo vô cái tự nhiên quắt em vô à. Em không biết lý do tại sao. Bé, không có gì là tự nhiên hết. Đó là tự nhiên anh à. À tự nhiên luôn hả? Đó là tự nhiên. Rồi sao nữa nè? Cái xong rồi em nói là thôi tiêu rồi. Tiêu. Tiêu thiệt rồi. Tiêu sắp đi thi rồi. Mà giờ bị ép ở đây giờ sao? Em khóc mà em gào, em la chú ơi ra vô coi. Chú không nghe em nói cái gì hết. Thì lúc rồi sao nữa? Cái chú nói rồi thì đúng không? Đưa số báo danh đây, đưa giấy thi đây. Các em đưa ra cái xong rồi mọi người thấy la khóc dữ quá, người ta nhìn. Yeah. Cái thế là chú cho em đi. Yeah. Em nói chỗ không? Thôi nha, nhưng mà bây giờ cái lần đó là rút kinh nghiệm một trong số ít thôi, chứ không phải là mình cứ bị phạt xong cái mình làm khó các anh cảnh sát giao thông. Em thề luôn, em không bao giờ làm khó luôn. Ừ, chứ cái đó là làm gì? Đủ tuổi một cái là em đi thi giấy phép liền. Bằng lái có chưa? Có bằng lái luôn. Ngon lành. Cùng với đội mình đi, tôi quay qua đây, tôi thấy hồi nãy là nghe kể chuyện thấy mấy đây xì xào quá. Thì không biết là có cái câu chuyện gì mà Lina muốn kể cho mọi người không? Hồi nhỏ tập xe đạp á, mà hồi xưa là ở dưới quê không có kiểu xe đạp mini như bây giờ, kiểu nữ đâu mà xe đạp còn vông đó em. Đâu ba mẹ đâu có cho tập đâu, tự lấy xe mượn xe hàng xóm tập. Mà nhà ở quê có mấy cái đống củi gì nè. Ừ.
bay vô luôn. Đam mê. Cái đó là bay vô luôn. Như những con bu hóc đam mê vô luôn. Sau lần đó biết chạy luôn. Dạ. Em nè, ngày xưa là chạy xe đạp là mới biết chạy cũng giống như chị đó. Mê lắm, thấy cái xe đạp là trời ơi, đam mê mà nhà không có phải mượn hàng xóm. Ừ đó, đó. Mượn hàng xóm em chứ đâu có đâu. Mà không phải là đụng vô đống củi như chị đâu. Là có cái ao, nhà trước có cái ao á. Phải. Trời ơi, anh là đi tắm đi. Xong luôn. Là ủi xuống dưới luôn. Mà ngóc lên rồi mới biết trời ơi, cái ao là ao nuôi cá tra. Ao nuôi cá tra, ao nuôi cá tra. Không phải ao nuôi nữa. Trời, chúc mừng em. Trời em ơi, hàng chưa? Xóm nó bu lên vớt em lên á. Mà tiếp điều mà mình không muốn lên luôn á. Tiếp điều mà mình không muốn lên luôn á. Lên là nhục quá. Chúng tôi ngày hôm nay thông qua câu chuyện này xin được trân trọng cảm ơn, tri ân các hàng xóm đã không ngại tất cả mọi thứ xung quanh để có thể cứu phát lên để anh ấy có thể điển trai duyên dáng và thành công ngày hôm nay. Vâng. Cảm ơn các cô chú anh chị. Ai cũng kể hết rồi. Khôi, không lẽ em không kể? Em ở quê ở Kon Tum. Cái em giữa Gia Lai với Kon Tum cách có 40 cây thôi. Cái em đi xe máy xuống dưới đó thì thường thường mình chạy tốc độ là 40-50 là bình thường. Xong cái người ta mấy chú cảnh sát mới viết bản thôi, có trạm kiểm dịch đó chứ không có đóng bản như báo bình. Thì em không biết, em chạy luôn rồi. Nhưng mà đường cái là cạnh mấy chú công an mới nói là sao chạy nhanh dữ con. Cái em rươm rướm em muốn khóc luôn cơ chú ơi. Rươm rướm muốn khóc. Đây bạn em rươm rướm muốn khóc rồi đây. Do mình nhỏ chị, cái mình được. Không, em la lên luôn, em khóc em la lên luôn. La luôn. Cái em rươm chú ơi, con không biết giờ con chạy như vậy rồi chú đừng phạt con nghe. Thôi chạy đi con. Hú hồn đó. Bởi vậy trời, tôi nói chú dễ thương vậy. Chú rất dễ thương là luôn. Mấy bạn này cũng tôi cũng phải khiển trách một cái chuyện là không phải là mình nhỏ mình trẻ mình muốn làm gì mình làm thôi. Lý do đó cho nên là mời những bạn trẻ là đại diện tới đây ha, kết hợp cùng với các anh chị lớn ở đây để làm gì, để chúng ta sẽ học thêm nhiều cái kiến thức mới về luật an toàn giao thông và có nhiều cái trải nghiệm thú vị cùng chương trình ngày hôm nay. Một tràng pháo tay cho hai đội chơi. Và hai đội chơi về vị trí của mình nào. Lớp xem. Hai đội chơi về vị trí của mình rồi, nhưng chắc chắn ngày hôm nay chúng ta phải có cái tên của đội mình. Nghe cho nó oách. Thì đội của em sẽ lấy một cái tên thật là oách để chơi thật là đá. Đội của mình là xe đạp ơi. Oách ghê. Oách. Hình ảnh xe đạp nó lúc nào nó cũng nhẹ nhàng, nó nên thơ lãng mạn hay không. Đặc biệt đi xe đạp là góp phần bảo vệ môi trường. Thế thì ngày hôm nay đội bên đây là đội xe đạp ơi, rất là thơ mộng. Đối ngược lại hay là cũng sẽ ngọt ngào giống như vậy? Xin mời Lina Trang. Dạ thì nói chung là hai đứa em chọn cái tên cũng rất là phong thủy. Là tại vì hai chị em rất thích màu đỏ nên phải chọn cái gì đó máu lửa. Máu lửa lên. Máu lửa. Tàu hỏa. À, đội tàu hỏa. Rồi xong, tàu hỏa này là bỏ xa các bạn luôn mà bỏ xe đạp lên tàu hỏa luôn á. Rồi, hai đội chơi xe đạp ơi và tàu hỏa đã sẵn sàng. Hãy cùng với chúng tôi bước vào vòng thi đấu đầu tiên mang tên khởi động. Quý vị thân mến, đây là vòng đầu tiên mang tên khởi động của chương trình Về Nhà Đi Anh. Vòng 1 khởi động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Khi mọi biển báo xuất hiện trên màn hình LED, người chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, sẽ nhường quyền trả lời cho đội bạn. Một biển báo đúng sẽ tương ứng với 1 điểm. Bây giờ ai tự tin là con chốt để ra thi đấu trước để lấy kinh nghiệm cho thành viên thứ hai, các bạn quyết định nha. Để anh ra làm phát pháo đầu tiên cho nó đã. Ok anh. Rồi, bên đây là Tấn Phát, không biết bên mình là ai ạ? Dạ Khôi ạ. Khôi. Dạ. Thi trước luôn. Thi trước luôn. Anh Phát có nhiều kinh nghiệm, nhiều thâm niên lái xe, coi được nhiều biển báo giao thông trên đường, em không sợ sao? Không sợ. Không bảo vệ chị chứ. Trời ơi. Mà chương trình không phải hẹn hò nha mấy đứa. Rồi, lượt đầu tiên là Khôi đến từ đội tàu hỏa và Phát đến từ đội xe đạp ơi. Xin mời hai bạn nữ qua vị trí bên này ngồi chờ ạ. Và bây giờ, hai chàng trai thân mến, thử chuông để xác định sẵn sàng hay chưa. Mời Khôi, có chuông. Mời Phát, có chuông. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem lượt đầu tiên như thế nào. Xin mời.
Ừ đó. Như vậy hả? Mời Tấn Phát. À cái này là sắp tới trạm dừng chân. Sắp tới trạm dừng chân. Cũng có thể là trạm dừng để chúng ta ăn uống này ăn nữa. Uống và nghỉ tiếp ngơi nhiên liệu. Hoàn toàn chính xác chúng ơi. Đây là biển báo trạm dừng nghỉ. Thế không biết là Phát ơi. Dạ. Cái thông tin về cái biển báo này Phát có biết không? À, em có biết chút chút. Dạ. Tại vì khi mà đi trên đường hoặc đa số là đường lớn, đường cao tốc đó, dạ, thì nó có những cái trạm dừng chân hai bên đường để cho xe tiếp nhiên liệu, cho tài xế nghỉ ngơi, ăn uống, vệ sinh các kiểu. Hoặc là những người vệ sinh cá nhân đúng dạ, không? Dạ. Rồi, một điểm dành cho Tấn Phát. Khôi, tập trung, coi, bấm liền, hiện hình, lên. Lên, dễ rồi. Khôi ơi, chúc mừng em. Hết đường cao tốc. Đây là biển báo hết đường cao tốc. Một đáp án. Phát ơi. Dạ. Yeah. Cho điểm bàn giùm anh. Ừ lấy đi em. Ừ lấy đi em. Ừ lấy đi em. Chính xác chúc mừng. Biển báo hết đường cao tốc. Đây là một cái kinh nghiệm dành cho những người chơi của chúng ta. Miễn sao xuất hiện cái bức hình nào màu xanh mà có cái xuyệt màu đỏ đó thì các bạn đã biết là hết lệnh cấm ha. Rồi chúc mừng em một điểm. Tiếp tục nào. Yes, hư rồi, chú này hư rồi. Hư gì mà hư, chậm hư rồi. Cái gì. Mời Khôi. Dạ có đường có sỏi đá bắn lên. Đường có sỏi đá bắn lên, hoàn toàn logic và hợp lý. Chúc mừng. Biển báo đường có sỏi đá bắn lên. Chúc mừng em một điểm nữa. Dạ. Nóng rồi, nóng rồi. Biển báo tiếp theo. Lên. Lên trời, nó hư rồi. Chúc mừng Khôi. Nó giờ nó mới dạ, lên. Dạ, bắt đầu đường ưu tiên. Đây là biển báo bắt đầu đường ưu tiên, hoàn toàn chính xác. Biển báo bắt đầu đường ưu tiên. Xin mời biển báo tiếp theo. Mời em. Dạ, giao nhau với đường không ưu tiên. Giao nhau với đường không ưu tiên, hoàn toàn chuẩn xác luôn. Ơi, chết rồi đồng đội ơi. Rồi, chuẩn bị, lên. Nó nổi đeo cùng một vòng tóc mà sao cái bên đây nó không lên. Cho một ly cà phê đá và một cái ghế sofa. Ngồi chờ đi em để Khôi trả lời. Mời Khôi. Dạ, biển báo cảnh báo là giao nhau với đường sắt và có rào chắn. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Ôi đúng từng câu đơn chữ luôn. Nhưng mà đúng nghĩa là cái biển báo hình tam giác màu đỏ cái viền bên ngoài là cảnh báo cho tất cả chúng ta biết là giao nhau với đường sắt nhưng là có cái hàng rào. Có một cái biển báo cũng giao nhau với đường sắt nhưng mà nó không có hàng rào. Đó. Cái hình xe lửa luôn. Đúng rồi, đây là có rào chắn. Hoàn toàn hợp lý. Lên. Đúng rồi Phát ơi. Phát ơi. Đúng rồi. Hư chú. Anh xin trân trọng mời Phát trả lời. Biển báo là cảnh báo là phía trước là có cầu tạm. Vì sao là như vậy? Cái hình dáng của nó vì sao em nghĩ là cầu tạm? Cái cầu tạm thì anh hiểu không? Tạm tức là nó tạm thời, nó tạm bợ thôi. Nó không có kiên cố chắc chắn cho nên là người ta dùng những nhịp cầu tre rất lẻo bắt qua những cái cầu tạm như thế này, anh hiểu không? Đây là những nhịp cầu tre quê hương. Dạ dạ. Ông bà đã nuôi trồng nó rồi chúng ta bắt lên những cây cầu tạm như thế này. Khi còn bê tông là nó khác, bê tông là nó đen thui hết mấy cái cục đường. Đúng đúng. Nhưng khi đi qua cầu tạm thì sao? Qua cầu tạm thì mình phải lắc lẻo là lắc lẻo. Gặp gần khó đi. Lắc lẻo là gần khó đi, ai đi không được chứ mẹ đi bình thường. Một điểm cho em. Dạ. Dễ thương, tự trả lời lên, tự phân tích, logic cái tự lấy điểm luôn. Và chính xác là như vậy, chúc mừng. Biển báo cầu tạm rất chính xác. Xin mời biển báo tiếp theo. Quá Phát ơi. Cắm xe máy. Là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo cấm xe gắn máy đã mang lại cho Tấn Phát thêm một điểm nữa. Còn hai biển báo. Về em luôn chứ đâu. Về Phát luôn để coi. Xin mời. Làm sao mà về em mới đúng chứ. Đúng dạ. Khôi à. Tốc độ tối đa là 40 km/h. Tốc độ tối đa là 40 km/h. Hoàn toàn không sai. Chúc mừng. Biển báo tốc độ tối đa cho phép và trên đây có số 40, chắc chắn rồi, 40 km/h. Biển báo cuối cùng đơn giản. Xin mời. Trời ơi. Thấy chưa cái gì? Người ta bấm trước thì người ta trả lời thôi. Mời Khôi. Dạ, đường cấm. Đường cấm chính xác. Thôi thì cái này là do mà số phận. À, hồi mình đổi chỗ nha em. Hết vậy nhịp cái mình đổi sân á, kiểu vậy á. Nếu mà các bạn muốn đồng thuận thì chúng ta đổi sân cũng được đó, cho nó công bằng. Rồi, đồng ý. Và tổng số điểm của hai thành viên nam như sau. Tấn Phát, em có 3 điểm, chúc mừng. Khôi, em có
7 điểm. Yeah. Thôi bây giờ mình truyền năng lượng cho đồng đội của mình. Thôi, đi năng lượng em đang xui mà chị. Trang. Dạ. Nãy giờ ngồi xem hai chàng trai chơi, em thấy như sao? Nhỏ mà có vỏ à. Đó. Đúng không? Mà đỏ nó hên. Hên. Còn em thì sao? Đồng đội của mình có vẻ như hơi ấy ha. Hơi tiêu rồi. Tiêu rồi. Không, Phát rất giỏi mà chỉ có là hơi chậm xíu thôi. Em sẽ cố gắng hơn. Em phải tin đồng đội của em, Phát rất là giỏi luôn á. Rất không giỏi, chỉ chậm tay thôi. Chỉ là bấm chuông không có đúng thôi. Em tin anh Phát mà. Nhưng anh hỏi nè, em có tin em không? Có chứ, em phải bao tin nhiêu phần chứ? Trăm tự tin? 100%. 100%. Mời em và Trang về vị trí của mình. Lượt chơi thứ hai là Lina cùng với Minh Anh. Nghe hai cái tên rất là đẹp, để coi các bạn có những điểm số đẹp hay không. Các bạn có muốn đổi sơn không? Đổi thử đi em cho nó hơn. Ờ, em phong món chỗ đó rồi. Màu đỏ rồi, hên thì đi chỗ nào nó cũng hên thôi anh. Vỗ tay ủng hộ. Yeah. Lượt hai bắt đầu. Mời em. Dạ đây là nơi đổ xe. Nơi đổ xe. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Nơi đổ xe, một điểm dành cho Minh Anh. Xin mời biển báo tiếp theo. Đó, Lina, thời tới rồi. Dạ, đây là biển báo đường dành cho ô tô con. Đây là một đáp án không thể sai được, chúc mừng. Biển báo làn đường dành cho ô tô con. Biển báo màu xanh ha, có cái mũi tên ha. Rồi có xuất hiện cái hình ảnh của chiếc xe nào thì đã biển báo dành cho cái làn đường dành cho chiếc xe đó. Rồi, một điểm dành cho Lina. Tiếp tục. Mời Minh Anh. Hay quá. Hết làn đường dành cho ô tô con và xe máy. Đây là một đáp án trả lời rất là trơn tru và lanh lợi. Chính xác, chúc mừng. Trời, bé tự tin lắm luôn á. Giống như đi đánh võ đó. Cái mặt rất là tự hào luôn. Không biết lần này Lina có bấm được hay không. Xin mời, lên. Đúng rồi, xin mời Lina. Dạ đây là biển báo ùn tắc giao thông. Vì sao Lina lại nghĩ như vậy? Dạ em thấy rất là nhiều xe. Nhiều xe thì sao ạ? Thì nó là ùn tắc. Ùn tắc là thì kẹt ạ. Dạ đúng rồi. Đây là cái biển báo thì khi mà chúng ta bị kẹt rồi thì chúng ta nên như thế nào hả Lina? Đi từ từ. Xuống xe dẫn bộ chị ơi. Hả? Nhưng mà tôi thắc mắc cái là nó kẹt cứng ngắc đó rồi mà dẫn đi chỗ nào nữa. Đúng không? Ý là bỏ xe đó anh, ý bé là bỏ xe đi luôn á. Bỏ xe đi luôn. Rồi nó sẽ gây ách tắc cho những cái chiếc xe đằng sau nữa, đúng không? Không có được. Chúng ta lúc đó phải bình tĩnh, đừng có vội vàng quá mất công á. Xảy ra những cái sự va chạm nhẹ thôi, nhưng mà chúng ta cũng sẽ cãi nhau. Đôi khi nó lại gây mất cái tình cảm. Không được bấm kèn á. Đúng, không được bấm còi xe để hối thúc người ở phía trước. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng Lina. Đã có một điểm nữa, đây là biển báo ùn tắc giao thông. Và bây giờ sẽ là một biển báo mà tôi thấy nó cũng hơi ngộ ngộ. Xin mời. Mời em. Đường ngầm. Đường ngầm, vì sao nghĩ là đường ngầm? Có cái tròn 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 này nè, viên dưới đen đen là chắc là đường ngầm rồi đó. Không, anh nhìn giống cái túi sách đó em. Cái này là cái ke dẻ nữa, cái đường tròn. Mọi người phải suy nghĩ trừu tượng hơn đi. À, trừu tượng hơn. Ừ, đó hình chữ nửa hình tròn, đó là cái đường ngầm. À, đường ngầm hả? Mà đen đen nữa. Biển báo không được rơi túi sách đó em. Biển báo không được cầm túi sách hả? Trời đất ơi, bé tự tin, bé cãi cho bằng được là đường ngầm. Đó. Mà đúng không em? Phải không? Tự chắc tin chắc không? Chắc là đúng mà. Chắc chắn đúng không? Em chắc chắn là đúng mà. Thì cho điểm, chúc mừng. Giỏi quá bé ơi. Đây là biển báo đường ngầm. Thế không biết em thấy biển báo này phù hợp đặt ở đâu? Em nghĩ là ở mấy cái đường như là đi qua sông, qua đúng suối rồi, gì đó. Sông suối này kia nọ đó. Hoặc là có cái kè phía dưới nữa đó. Và có nước lùa qua để báo hiệu cho người dân á, mà người ta khi mà sử dụng phương tiện giao thông nào qua vị trí đó thì sẽ an toàn và cẩn thận hơn thôi. Dạ, cái này đúng thiệt là trong thành phố Hồ Chí Minh mình không có xuất hiện cho nên mình không biết. Nhưng mà ngày hôm nay biết được thêm thông tin mới, quá giỏi quá cô giỏi. Bé. Tiếp nha. Lại là một biển báo hình tam giác, để xem các bạn có biết là gì hay không. Xin mời. Mời Lina. Dạ đây là biển báo đường sạt lở bên tay trái. Rất là thông minh và chuẩn xác luôn, chúc mừng. Chuẩn xác ở đây là bạn ấy còn nói luôn cả bên trái cơ. Biển báo đá lở bên trái, một điểm nữa cho Lina Trang. Chúng ta còn lại 4 biển báo, xin mời. Mời Lina. Dạ đây là biển báo đường sắt giao nhau vuông góc với đường bộ. Chúc mừng bạn, chính xác. Đây là biển báo đường sắt giao vuông góc với đường bộ. Hình dung thử nha, khu vực nào có cái này ta?
đường Huỳnh Văn Bánh nó có cái đường sắt. Huỳnh Văn Bánh, đúng rồi, Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh nó có cái đường sắt bắc ngang qua cái. Hoặc là trên đường Nguyễn Văn Trỗi nó cũng sẽ có một cái đoạn đường cắt ngang qua. Và rất là nhiều đường như vậy, đúng không ạ? Tiếp tục nào. Em đã nhấn trước khi cái màn hình này nó hiện lên, cho nên phần trả lời thuộc về Lina Trang. Biển báo cấm rẽ trái rẽ phải. Chính xác, chúc mừng. Biển báo cấm rẽ trái và rẽ phải. Chúng ta sẽ đến với một biển báo tiếp theo nha. Xin mời Minh Anh. Khoảng cách tối thiểu giữa hai phương tiện ạ. Khoảng cách tối thiểu hoặc là cự ly tối thiểu. Chính xác, chúc mừng. Biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xe. Một điểm nữa dành cho Minh Anh. Chúng tôi chỉ còn một điểm cuối cùng. Một điểm cuối cùng. Một điểm cuối cùng sẽ thuộc về ai đây? Xin mời. Ai? Minh Anh, xin mời. À, cái này là chiều dài tối đa của ô tô kéo đầu móc. Chiều dài tối đa của ô tô kéo đầu móc. Thôi bỏ cái đầu đi em, nó kéo, nó móc là được rồi em nhá. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Đây là biển báo hạn chế chiều dài của ô tô kéo móc. À, chúng ta thấy là có một cái toa đằng sau nữa để móc thêm vào chiếc xe này, đúng không ạ? Hợp lý, các bạn ngày hôm nay giỏi quá. Giỏi hơn cả Minh Sù. Thật sự nhìn vô đây có những cái tôi không biết mà các bạn đã nhấn chuông nhanh và còn trả lời rất chuẩn xác. Một lần nữa chúng ta hãy tổng kết số điểm nào. Điểm số của đội Minh Anh, các bạn có 5 điểm. Chúc mừng Minh Anh. Lina ơi, bạn có 5 điểm luôn, chúc mừng. Hai cô gái ngang tài ngang sức quá à. Qua về ăn mừng đi còn nói gì nữa. Hay quá em ơi. Oh yeah, yeah, yeah. Điểm số tổng của đội xe đạp ơi hiện nay là 8 điểm, chúc mừng. Và đội tàu hỏa các bạn có 12 điểm. Trời ơi, nó muốn gắt đầu mình luôn. Tàu hỏa mà. Đúng, người ta quá chữ toa luôn. Hồi nãy là ra là tính đặt là tàu cao tốc rồi. Để chặt đứt cái tàu hỏa mà sao ra xí mứng sao đặt. Đổi thành xe đạp, giờ đi chậm quá. Bây giờ phải bình tĩnh, hợp lực nhiều vô. Vòng 2 cần hai thành viên phối hợp với nhau hoàn toàn ăn ý để vượt qua những thử thách của chương trình. Thử thách là gì? Hãy cùng đến với vòng thi đấu thứ hai mang tên Hợp Sức. Quý vị thân mến, đây là vòng thứ hai của chương trình Về Nhà Đi Anh mang tên Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 4 sa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc hết câu hỏi. Trả lời đúng một sa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Rồi, chờ gì nữa? Coi bức sa hình đầu tiên thôi nào, xin mời. Các bạn phải để ý tới tuyến đi của các chiếc xe ngày hôm nay ở đây. Biển báo giao thông có xe ô tô phía trước màu vàng, xe của bạn và xe tải màu vàng luôn. Câu hỏi của chương trình là xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? Dạ hết. Mời Tấn Phát cùng với đội của mình. Dạ thì em nghĩ là cái biển báo bên cái xe của mình là đang trên cái tuyến đường của mình. Cái biển báo là cảnh báo sắp giao nhau với đường ưu tiên. Và cái xe ưu tiên đó là cái xe ô tô con. Em nghĩ xe ô tô con nó sẽ là được đi trước. Xe của mình là sẽ nhường trước. Chốt chưa? Chốt. Đáp án chưa chính xác. Xin mời đội của Lina. Dạ, xe tải là phải nhường đường. Vì sao em? Dạ, tại vì nó là đường không ưu tiên, nên là nó phải nhường đường cho các xe ở đường ưu tiên trước rồi nó mới được đi. Nói chung là có rất là nhiều xe trên đường, nhưng mà phải xem cái biển báo ngày hôm nay ở đây là như thế nào. Cho nên là xe nhường quyền ưu tiên cho xe nào đi trước. Xe tải phải là xe nhường trong trường hợp này. Dạ, chúc mừng. 2 điểm nữa dành cho đội tàu hỏa. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Chúng ta có 3 phương tiện giao thông và một biển báo cũng như 3 hướng đi. Câu hỏi chính thức của chương trình là bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này hết? Mời đội của Lina. Cái biển báo này thì xe của em dừng trước sau cái bảng stop thì xe của em phải dừng lại để cho xe đạp đi qua trước. Dạ. Tiếp đó thì xe buýt sẽ qua trước. Dạ, đúng rồi. Và sau cuối cùng là xe của mình. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Bởi vì chỉ cần lưu ý nhỏ là cái biển báo stop thôi thì chúng ta đã biết được kết quả của chương trình rồi. 2 điểm nữa dành cho đội tàu hỏa. Và bây giờ hãy cùng nhau khám phá bức hình tiếp theo. A, B, C. Thì mọi người sẽ cùng quan sát cái biển báo và làn đường. Câu hỏi như sau: người lái xe dừng lại tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông hết?
Một lần nữa, đội của Lina và Khôi. Dạ, biển báo này là biển báo chỉ được dừng chứ không có được đổ xe, tức là dừng xe là có người ngồi ở trong, còn đổ xe là người không còn người trên xe nữa. Thành ra là chỉ được dừng lại thôi, thì nếu xe mình được dừng thì mình có thể dừng ở vị trí C và B, còn mình không được dừng ở vị trí A. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Hay nhờ. Hay rất quá. Là giỏi luôn. Chúng ta vẫn còn một bức xe hình cuối cùng nữa, xin mời. Coi thật kỹ bức hình. Và câu hỏi chính thức là: các xe đi theo thứ tự như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Hết. Mời đội của Tấn Phát và Minh Anh. Cái bản báo này là bản báo không ưu tiên, cho nên là em nghĩ là xe thứ tự là xe máy đi trước, xong tới ô tô con, ô tô tải, và xe của mình là xe cuối cùng. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Thần quá. Ở cái bước sinh cuối cùng mình mới giật lại 2 điểm cho đội, đúng không ạ? Không sao cả, chúng ta sẽ tổng kết ngay bây giờ số điểm của cả hai đội chơi nhé. Đội xe đạp ơi, các bạn có được 2 điểm trong vòng này, chúc mừng. Có nghĩa chúc mừng cho đội tàu hỏa, các bạn có 6 điểm. Và tổng số điểm hiện nay như sau: đội xe đạp ơi 2 cộng với 8 8 là 10 là 10 điểm tròn. Đội tàu hỏa 6 điểm cộng với 12 điểm là 18 điểm. Và rất hồi hộp chờ đợi xem vòng thi thứ 3 vượt chướng ngại vật sẽ diễn ra như thế nào. Các bạn thân mến, đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại. Quý vị thân mến, đây là vòng thi đấu thứ 3 mang tên vượt chướng ngại vật. Luật chơi vòng 3 vượt chướng ngại vật, hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Đây, Minh Xù ngày hôm nay phải nói rằng là vì hai đội chơi ai cũng cá tính mạnh mẽ hết, cho nên chúng tôi sẽ phát cho một thành viên đeo găng tay boxing đứng tại vị trí vạch xuất phát bên này. Vâng, thành viên còn lại không cần phải đeo găng tay boxing, nhưng các bạn sẽ phải dùng lực tay của mình ném vào thành viên ở bên kia, làm sao để thành viên đó đấm quả banh này xuyên qua cái vòng của chương trình tại đây. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong một lượt. Và trong vòng 1 phút 30 giây, nếu như đội nào có số lượng banh được đấm thẳng xuyên qua vòng nhiều hơn, đội đó sẽ có cơ hội nhận được 10 điểm của chương trình. Cứ mỗi trò chơi của chương trình thì chúng tôi luôn luôn mong muốn mang lại cái ý nghĩa của nó. Không biết là đối với riêng Tấn Phát nha. Yeah. Tấn Phát nghĩ chơi trò chơi này thì cần có những tính chất như thế nào? Em nghĩ là cần thứ nhất là phải có cái sức khỏe nè. Sức khỏe. Thứ hai là cái sự nhanh nhẹn, và cái tinh thần lúc nào cũng phải tỉnh táo, minh mẫn để mà xử lý những cái tình huống. Nhưng mà cái vòng này nó tưởng tượng như cái gì à Phát? Tưởng tượng như là cái một cái đường hầm đi. Dạ. Yeah. Một cái đường hầm, khi mà trái banh mình là cái chiếc xe, mình chui qua hầm là mình về nhà luôn. Hay quá. Trời đất ơi. Cái này mình vận dụng tới cái chuyện mà lái xe trên đường của mình, khi tham gia giao thông là lúc nào mình phải giữ một cái tinh thần tỉnh táo, phấn chấn để mà xử lý mọi tình huống có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Nói chung thì nó cũng đơn giản nhẹ nhàng như vậy thôi, mình chỉ cần tập trung ha. Hy vọng rằng bạn cũng sẽ giữ đúng tinh thần đó để chơi trò chơi này nhé, cùng với thành viên trong đội nha. Ok. Rồi, xin mời đại diện của hai đội chúng ta quảnh tù xì để xác định đội nào thi trước nha. 1, 2, 3. Thắng rồi. Đội thắng là trước hả anh? Đội thắng được quyền quyết định. Thôi cho đội anh Phát chơi trước đi. Biết à, tôi biết ngay là như vậy rồi. Ủa tay nó. Rồi. Chuẩn bị hàm được chưa? À mẫu chưa? Không, hư, uống nước chưa? Ok. Em, cẩn thận nha. Đừng lên mặt Phát nha em. Phát nha, em biết rồi. Đây. Rồi các bạn lưu ý, chúng ta có hai vạch quy định của chương trình, không được phạm quy nha. Không được, không được qua mức nha. Không được qua mức nha. Rồi, ok. Liên tục. Quý vị thân mến, võ sĩ Tấn Phát đã sẵn sàng và kỵ sĩ Minh Anh cũng đã chuẩn bị. Và bây giờ, 1 phút 30 giây. Bắt đầu. Bình tĩnh. Coi chừng nằm mất, coi chừng nằm mất Phát ơi.
Cố lên. Xéo qua đây. Trời ơi, sắp rồi. Nhẹ nhẹ thôi, từ từ, nhẹ thôi, đừng có mạnh quá. Lùi lại nhẹ nhẹ thôi, đừng có mạnh quá. Cố lên. Trời ơi. Nhẹ thôi. Qua đây, xéo qua đây nè. Em thảy xuống được không? Không mẹ. Không hả? Trời ơi, không vô được chế nào luôn. Tội nghiệp nhỏ. Thảy quá chơi mà không vô chế nào hết. Trời ơi, xéo. Khó lắm, thấy gì khó lắm. Bỗng lên. Bỗng quá. Một quả. Và chúng ta còn là 20 giây. 10, chín. Cố lên. 20 giây, 20 cái rồi. Sắp rồi, bác ơi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Vỗ tay trước đã. Yeah. Cảm ơn sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội chơi Xe Đạp ơi. Nhưng mà các bạn đã mang về cho đội mình một quả banh hợp lý. Chúc mừng. Rất nhiều. Một con số mà có thể nói là hằng mơ ước của rất là nhiều người. Nhưng ngày hôm nay biết đâu được đội này không có quả nào. Phát hiểu không? Trời đó. Ơi. Trời đi anh. Xong cái game show này hả là người ta mời em vai đại nữ luôn. Đó. Hợp lý luôn nha. Đi okay. Đường quyền nào là chính xác đường quyền đó. Đó bây giờ mình thử mình đi đường quyền đó nè. Đường quyền. Ok. Ngày hôm nay đội chơi thứ hai chúng tôi rất hồi hộp xem là có bao nhiêu quả banh về đích hợp lệ để xem nhé. Chỉ có 1 phút 30 giây như đội thứ nhất mà thôi. Sẵn sàng chưa nào? Rồi và bây giờ thời gian chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Hey. Cố lên. Hey. Nhẹ nhẹ thôi. Xém rồi. Coi chừng bật nút, Lina. Hey. Chết rồi. Xém rồi. Cố lên. Thích ra đây. Không phải bóng chuyền kia. Nhẹ nhẹ thôi, bóng lên đó. Cố lên. Em ném mạnh hơn xíu. Đấm, đúng rồi. Từ từ. Chị đang đuối. Từ từ thôi, ba trái rồi. Ừ, không, đã lỡ bằng nhục rồi. Nhục luôn. Nhục từ đầu tới giờ rồi chưa chịu. Yeah. 4 quả rồi. Lùi lại xíu đi nè, chuẩn bị. Vô. Rồi tội nghiệp. Sợ quá. 4 rồi. 15 giây cuối cùng. Lùi lại. Trời ơi. Giờ mà quýnh thí rồi nó kiểu như là. Bây giờ quýnh dùng quyền gì cũng thắng rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Không, hồi nói là quá dữ luôn á. Đội này là bách phát rồi, coi như là cũng một vài phát trúng đúng không? Nhưng với số lượng banh qua vòng hợp lệ ngày hôm nay các bạn đã có 4 quả banh. Tương đương với việc các bạn đã có thêm 10 điểm nữa cho đội của mình. Về cái gì? Đứng vô trong đó. Em ơi, bây giờ mình thua cũng phải ở lại để cho người ta mừng nhục mình thêm lần cuối. Đùa thế thôi, ngày hôm nay qua cái lượt chơi mà vượt chướng ngại vật á, bên Sùng mới thấy rằng là đối với nam hay nữ gì cũng vậy, khi mà chúng ta an toàn giao thông ở trên đường á thì cẩn thận, chậm mà chắc, đúng không quý vị? Khi đó chúng ta mới đưa những quả banh này về với chiếc vòng kia một cách hợp lý nhất, giống như về nhà an toàn nhất có thể. Chúc mừng đội chơi Tàu Hỏa một lần nữa. Vậy là tổng số điểm qua 3 vòng thi, đội Tàu Hỏa có 28 điểm. Và đội Xe Đạp ơi, các bạn có 10 điểm. Yeah.
Sao Phát có gửi lời chúc gì đến với đội chiến thắng không? Thì hôm nay rất là vui khi mà biết được chương trình này và được tham gia cùng chị Lina Trang và em Khôi. Chương trình rất là ý nghĩa, nhân văn, bổ ích dành cho các bạn như mọi người biết thêm nhiều cái luật biển báo an toàn giao thông để mình áp dụng vô khi mà tham gia giao thông để mà giữ an toàn cho mình, cho gia đình và cho xã hội. Đó. Chúc hai bạn ở vòng đặc biệt sẽ lấy được 50 triệu về. Nói hết rồi, bé không biết nói gì. Không, bây giờ em mới cho nói nè. Em có thấy hối hận và bất cập với anh không? Không, em không hề hối hận. Ok, yeah. Nhưng mà hỏi thiệt là một người trẻ nha, là như Minh Anh đi, mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm khi mà tham gia giao thông ở trên đường. Thế ngày hôm nay tham gia vào chương trình này, bạn có học hỏi được điều gì không? Thực sự thì tham gia vào chương trình em học hỏi rất là nhiều điều từ cái mấy cái xa hình đó. Rồi cái biển báo nữa. Thật sự là hồi trước đến giờ em lưu thông ngoài đường là em ít khi nào nhìn ba đó, là em cứ chính chạy. Thật sự em nghĩ là nhiều người cũng sẽ như em đúng không? Cho nên qua chương trình này thì em học tập được rất là nhiều thứ và có thể là đi sau này ra ngoài đường mình sẽ chú ý hơn để đi xe cho an toàn hơn. Dạ. Dễ thương quá. Chờ vào Tân Phát cũng như là Minh Anh ngày hôm nay sẽ có thêm nhiều niềm vui từ chương trình này ha. Và chúng ta sẽ cảm thấy những cái quy tắc, những cái luật an toàn giao thông nó không còn khô khan nữa, mà nó sẽ trở thành những cái niềm vui mỗi ngày. Và cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Về Nhà Đi Anh. Quý vị thân mến, còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng nhau chờ đợi xem đội chơi tàu hỏa có mang 50 triệu về nhà hay không. Vòng cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Anh. Quý vị thân mến, chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa và đây là vòng thi đấu cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Anh. Luật chơi vòng 4, Về Nhà Đi Anh. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Ngày hôm nay Minh Xù vẫn như thường lệ sẽ có hai gói câu hỏi dành cho các bạn. Gói câu hỏi tự luận là những câu hỏi mà Minh Xù đặt ra cho các bạn câu hỏi thôi. Các bạn sẽ tự lập luận làm sao cho nó hợp lý nhất có thể. Gói câu hỏi trắc nghiệm, đây là gói câu hỏi có AB thôi, không có CD luôn. Cho nên rất là dễ đưa ra đáp án nha. Chúc các bạn may mắn. Thế thì không biết ngày hôm nay Lina cũng như là bạn Khôi sẽ mong muốn rơi vào trắc nghiệm hay là tự luận ta? Trắc nghiệm đi anh. Đúng rồi. Trắc nghiệm cho nó dễ đúng không? Để coi các bạn có may mắn hay không nhé. Bộ câu hỏi trắc nghiệm. Yeah, chúc mừng. Đối với bộ câu hỏi trắc nghiệm, chúng ta sẽ có 1 phút 30 giây để cùng lắng nghe câu hỏi và trả lời. Còn ngày hôm nay, chiếc xe hơi rất là nhỏ như vậy thì không thể chở các bạn về nhà được. Chúng tôi sẽ cho nó lớn hơn với nhiều cột mốc tiền thưởng ngày hôm nay xuất hiện. Xin mời. Đó. 1 triệu là cột mốc đầu tiên khi mà chúng ta trả lời đúng câu hỏi thứ nhất nha. Rồi, hít thở. Thở khí ra. Tụ đang điền. Đúng rồi, bình tĩnh nào. Tập trung nha. Khi Minh Sử nói thời gian bắt đầu, chúng ta sẽ nghe thật là kỹ. Rồi, các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Và dạ. Bây giờ 1 phút 30 giây dành cho đội chơi tàu hỏa. Bắt đầu. Người đi bộ vượt rào chắn đường ngang cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng bị xử phạt ở mức bao nhiêu? A 50-60 ngàn đồng, B 60-70 ngàn đồng. A. Chính xác. Người điều khiển máy kéo có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 6 tháng thì bị phạt ở mức bao nhiêu? A 200-400, B 400-600. A. Chưa chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Khi điều khiển xe cơ giới, người lái xe phải bật đèn tín hiệu báo rẽ trong trường hợp nào sau đây? A. Khi cho xe chạy thẳng. B. Trước khi thay đổi làn đường. B. Chính xác. Nút giao thông được phân thành 3 loại nào sau đây? A. Theo kiểu hình thức cố định và di động. B. Theo kiểu giao cắt. Theo hình thức điều khiển và hóa giải xung đột. B. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Khoảng cách đo dọc theo mặt đường tính từ mũi xe của một chiếc xe đang chạy đến một vật thể phía trước được gọi là gì? A. Tầm nhìn. B. Tầm nhìn an toàn của xe. Tầm nhìn B. An. B. B. A hay B? B. B. Chưa chính xác. Câu hỏi tiếp theo như sau. Để đạt được giải phân cách cố định cần có những điều kiện như thế nào? A. Khi đường chỉ đủ 2 hay 3 làn xe, chỉ cần chia tạm thời 2 chiều hoặc 2 làn xe riêng biệt. B. Khi đường có từ 4 làn xe trở lên, để phân làn đường đi theo 2 hướng riêng biệt. B. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Có bao nhiêu hết thời gian?
Wow, cột mốc tiền thưởng cũng khá cao, 10 triệu đồng thuộc về các bạn. Cũng nhiều chứ bộ, đúng không? Nhưng mà cũng hơi tiếc là còn có 2 cột mốc nữa thôi, chúng ta đã có được 50 triệu rồi. Yeah, sao Lina, hôm nay đến với chương trình, Lina có cảm xúc như thế nào dành cho những vòng thi đấu ngày hôm nay và đặc biệt là cái giây phút cuối này? Hôm nay em tham gia chương trình Về Nhà Đi Ăn rất là vui và rất là may mắn khi gặp trong đội đồng đội rất là trẻ, giỏi và rất là nhanh. Hết. Đúng nghĩa là như vậy. Thật sự có những người bạn trẻ đến với chương trình này sẽ giúp cho các anh chị lớn đi ha. Dạ. Mình có nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ tự tin hơn. Bởi vì đôi khi các bạn trẻ sẽ học hỏi một cách rất là nhanh. Rồi. Và hy vọng rằng các bạn cũng sẽ áp dụng những cái quy tắc này vào trong đời sống thực tế của mình. Còn Khôi thì sao? Sau chương trình này là em lấy tiền em đi thi bằng lái ô tô luôn. Thi luôn. Chứ mình thấy mình trả lời cũng nhiều câu hỏi đúng mà chắc không phải thi đợt 2 đâu. Đúng, thật sự là như vậy. Anh thấy là em tiếp nhận thông tin kiến thức rất là nhanh. Và anh chỉ hy vọng là em có bằng lái ô tô và sẽ có nhiều cái cuộc phiêu lưu ở trên đường nhưng mà vẫn phải rất an toàn nhé. Qua nước chị Trang đi chơi luôn. Dễ thương quá. Một lần nữa cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Mời hai bạn ra sân khấu nhận thưởng nào. Rồi, chưa, đây, phải đang qua đây trước. Đây, bây giờ là chúng ta không còn phải căng thẳng nữa, không còn phải cố gắng nhiều nữa. Nhưng đây là số tiền thưởng dành cho các bạn ra về, 10 triệu đồng. Nhưng thôi, ra về thì hãy tạo ra một cái kỷ niệm thật là tuyệt vời cùng với chương trình này đi. Đối với an toàn giao thông thì hơi khô khan, cho nên chúng tôi mong muốn có những cái đoạn thơ có thể là tự cảm nhận thôi về chương trình này. Không biết hai bạn có nghĩ ra hai câu thơ ngay lập tức không để dành tặng cho mọi người? Dạ có. Dạ. Làm luôn ha anh? Đúng, làm luôn đi. Luôn nha. Ok. Lái xe nha. Đi phía sau nha. Rồi, ok. Lái xe nhìn trước nhìn sau, cùng nhau thể hiện dạng đều bên an. Dễ thương quá. Đúng nghĩa là khi mà tham gia giao thông ở trên đường thì chúng ta nên nhìn trước và nhìn sau. Chắc chắn là tất cả chúng ta phải nhìn trái nhìn phải nữa rồi, đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà Minh Xu nghĩ rằng sự chú ý là quan trọng nhất. Và đặc biệt các bạn cứ bình tĩnh mà đi thôi ạ. Đừng có quá vội vàng làm gì. Chỉ cần một giây sơ suất thôi thì sẽ có rất là nhiều thời gian chúng ta phải hối hận. Và ngày hôm nay, chương trình quá vui với 4 vòng thi ngày hôm nay. Đừng quên quý vị nha, đồng hành cùng với chúng tôi trong khung giờ quen thuộc 21:15 ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Về Nhà Đi Ăn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Vi thực hiện. Còn bây giờ, Minh Xu xin chào và hẹn gặp lại.